Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 10 phút sáng giờ California, ngày thứ tư, ngày 18 tháng 12 2019. Tôi là thầy Thích Thông Lai, gửi lời chào thân thương đến tất cả các đồng bào ở trong nước và các đồng bào ở hải ngoại. Sáng nay tôi dành một số thời gian rảnh rỗi để trả lời một số câu hỏi của đệ tử của tôi đã gửi về trong mấy ngày qua, nhưng mà vì quá bận bịu với hơn nữa tôi cũng đang bị flu, cho nên hôm nay tôi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Một số Phật tử ở tại Houston, đệ tử của tôi hỏi về vấn đề tại sao Tổng thống Obama đến Việt Nam, và ông đến Việt Nam để làm cái gì mà trong khi ông không còn là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ông đến Việt Nam với mục đích gì? Và câu hỏi này tôi xin mời quý vị để được tôi đọc cái mail, và chúng ta sẽ tôi sẽ trả lời theo cái sự nhận xét của tôi. Mời quý vị theo dõi câu hỏi này. Thưa Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử cư ngụ ở Houston. Chúng con có thắc mắc về vấn đề Tổng thống Obama đã đến Việt Nam vào ngày 8 tháng 12, 2019 với mục đích gì, và hầu như là Tổng thống Obama đến đột xuất, và thắc mắc là ông đến đó ông chỉ gặp coi như bí thư thành ủy Sài Gòn là Nguyễn Thiện Nhân, ngoài ra không gặp một nhân vật quan trọng nào trong chính quyền Cộng sản Việt Nam, thí dụ như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân. Và sau đó ông bay ra Hà Nội, và từ Sài Gòn ông bay ra Hà Nội, ông cũng không tiếp xúc với một nhân vật nào quan trọng. Và sau đó ông trở về, trước khi lên máy bay trở về Sài Gòn, và ông đi bằng máy bay riêng chứ không phải máy bay của chính phủ Hoa Kỳ. Và chiếc máy bay riêng này đã đưa ông đến Sài Gòn và gặp Nguyễn Thiện Nhân. Rồi từ Sài Gòn ông lại bay ra Hà Nội, lại không gặp những nhân vật chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau cùng, trước khi ông trở về Sài Gòn, thì ông lại có một cuộc nói chuyện ở trong một cái hội trường khoảng 2.000 coi như đồng bào Việt Nam đến tham dự. Và chúng con nhận thấy rằng Việt Nam Express của Cộng sản Việt Nam có đăng tin là dân tộc Việt Nam không chào đón Obama. Trong khi đó, Obama trong thời gian đọc diễn văn ở tại cái hội trường ở Hà Nội trước diễn giả khoảng 2.000 người, thì Obama có nêu lên tinh thần chống Tàu của dân tộc Việt Nam, và nói rằng Lý Thường Kiệt là một người rất là anh hùng, và ông có đọc một cái câu thơ của Lý Thường Kiệt nữa, cho nên ông lại kêu gọi dân chúng Việt Nam chống Tàu. Cái điều này quá khó hiểu. Xin mời Thượng Tọa có đôi chút thời gian để mà trả lời câu hỏi này của chúng con. Chúng con là một nhóm Phật tử không phải đệ tử của Thượng Tọa, nhưng thỉnh thoảng vẫn lên tham dự các khóa tu được tổ chức tại làng A Di Đà, Conroe, Texas. Chúc Thượng Tọa sức khỏe và tiếp tục con đường để mà bảo vệ Tổ quốc. Quý vị thấy rõ, Obama là một tổng thống Hoa Kỳ, và ông ta là người của Đảng Dân chủ, và hiện tại ông không còn là tổng thống. Ông đã hết nhiệm kỳ. Và như vậy ông bay đến Việt Nam để làm cái gì? Theo cái sự nhận định của tôi nói rõ đây là cá nhân tôi, sau khi theo dõi cái tiến trình Obama đến thăm Việt Nam, và tôi đưa ra cái nhận định như sau. Thứ nhất, trong thời gian Obama làm Tổng thống Hoa Kỳ, Obama đã làm những cái chuyện có lợi cho Tàu Cộng,
và làm cho Hoa Kỳ đã bị mất mặt trên thương trường quốc tế. Thứ hai, Obama đã thực hành chính sách của đảng Dân Chủ là coi như thời gian ngồi ở tòa Bạch Ốc, Obama đã có những đường lối thân Cộng sản, thân Tàu Cộng và dành những đặc quyền đặc lợi cho Tàu Cộng. Và đến nỗi Tàu Cộng xem thường Obama, cho nên một lần đi họp thượng đỉnh ở tại Bắc Kinh mà Tàu Cộng không cho Obama xuống máy bay Air Force One bằng cửa trước mà phải đi bằng cửa sau. Đó là cái nhục nhã cho một siêu cường quốc Hoa Kỳ. Và đồng thời Obama lại có khuynh hướng giống như là đảng Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Và quý vị thấy rõ, Obama hiện giờ cùng với bà Hillary Clinton đang bị coi như FBI Hoa Kỳ đang bị chuẩn bị đưa ra tòa. Và quý vị thấy rõ, Obama đến Việt Nam làm gì? Với cái nhìn của tôi, cá nhân của riêng tôi, Obama đột xuất đến thăm Việt Nam mà không thông báo trước, chỉ khi mà chiếc máy bay cá nhân của Obama sắp sửa đáp xuống Sài Gòn thì lúc đó đội Secret Service của Obama mới thông báo là coi như sẽ có cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama ghé thăm tổng bí thư xin lỗi à, sẽ ghé thăm bí thư thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân. Và quý vị thấy bí thư thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân là ai? Là tay sai của Tàu Cộng. Cho nên Obama kỳ này qua Việt Nam chỉ là tiếp xúc duy nhất với Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy Sài Gòn, tức là tiếp xúc với người của Tàu Cộng. Và như vậy, Obama ở tại Hoa Kỳ bị mạng lưới tình báo của Hoa Kỳ, của FBI theo dõi chặt chẽ, cho nên không thể liên lạc với cái hệ thống tình báo của Tàu Cộng, không thể liên lạc với hệ thống tình báo Hoa Nam của Tàu Cộng. Cho nên Obama mới bay đến Sài Gòn để mà gặp Nguyễn Thiện Nhân. Và khi vừa đến Sài Gòn, Obama đã lấy điểm với Nguyễn Thiện Nhân, một tên tay sai đắc lực của Tàu Cộng, là muốn gặp ngay 6 người Việt Nam đang có những đường lối đấu tranh đòi tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Và khi Obama đòi gặp 6 người này thì Nguyễn Thiện Nhân liền ra lệnh bắt ngay 6 người đang đấu tranh tự do dân chủ dân quyền. Và tôi muốn nhắc lại, khi Obama còn tại chức, lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Obama đã tìm gặp Trần Quỳnh Di Thức. Và vì lý do Obama đòi hỏi gặp Trần Quỳnh Di Thức, một nhà đấu tranh cho dân chủ lúc đó chưa bị bắt, thì ngay khi Obama trở về nước, Trần Quỳnh Di Thức đã bị Cộng sản Hà Nội bắt nhốt tù. Như vậy, Obama lần này đến thăm Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy Sài Gòn, tức là một cái tên tình báo của Hoa Nam, và Obama muốn lấy điểm để mà liên lạc với tình báo Hoa Nam bằng cách là muốn gặp 6 người đang đấu tranh tự do, đòi tự do dân chủ mà đang còn ở trong nước. Và lập tức 6 người này là một cái món quà để mà Obama tặng cho coi như tình báo Hoa Nam. Tôi nói cho mấy ông biết, tôi muốn gặp 6 tên này, thì đương nhiên 6 tên này là loại quan trọng. Cho nên sau khi Obama vừa đòi gặp 6 nhà đấu tranh dân chủ dân quyền còn ở Việt Nam, thì ngay lập tức Nguyễn Thiện Nhân ra lệnh bắt ngay 6 nhà coi như đấu tranh dân chủ của người Việt Nam ở trong nước. Cũng giống như khi mà Obama đòi gặp Trần Quỳnh Di Thức thì Trần Quỳnh Di Thức liền bị bỏ tù ngay. Cho nên đó là cái món quà mà Obama tặng cho tình báo Hoa Nam. Và sau đó Obama không đạt được những thỏa thuận gì với Tàu Cộng, cho nên sau khi ra tới Hà Nội, Obama không tiếp xúc với Nguyễn Phú Trọng, không tiếp xúc với Nguyễn Xuân Phúc, không tiếp xúc với Nguyễn Thị Kim Ngân. Và Obama gặp ai hoàn toàn không ai biết, cho tới khi Obama không đạt được một thỏa thuận với Tàu Cộng, cho nên Obama đã bị coi như US Việt Nam, tức là Việt Nam Express, đã lên một đoạn tin là dân tộc Việt Nam không hoan nghênh Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam, dân tộc Việt Nam không hoan nghênh Obama là một cái vật điểm để liên kết giữa Hoa Kỳ và coi như Tàu Cộng.
và chính Tàu Cộng đã ra lệnh cho Vietnam Express đăng những nguồn tin và lên án Obama. Và quý vị biết, ngay lập tức Obama không đạt được những thỏa thuận với Tàu Cộng và Việt Cộng vì vấn đề, theo tôi nghĩ, là đang vận động thế lực tình báo Hoa Nam để cứu Obama và vận động để tìm cách lật đổ coi như Tổng thống Donald Trump qua cái cuộc luận tội sắp tới. Và khi Obama đã không thành công trong chiến dịch vận động để mà hậu thuẫn cho đảng Dân Chủ, để mà ủng hộ cho coi như lấy lại tòa Bạch Ốc kỳ này, cho nên kỳ này cuộc luận tội Tổng thống Donald Trump sẽ không thành công. Và Obama sau khi thất bại, mình đã cung cấp tên 6 nhà hoạt động chống Cộng sản Việt Nam để cho Nguyễn Thiện Nhân bắt để làm món quà, mà tụi nó vẫn không thỏa hiệp được với Obama. Nó là bọn Tàu Cộng, đội tình báo Hoa Nam vẫn cho Việt Nam Express đăng những cái tin lên án Obama. Dân tộc Việt Nam chúng tôi không hoan nghênh cựu Tổng thống Hoa Kỳ đến đây để vận động, là một con thoi, là một cái dĩa điểm để cho các cường quốc thao túng Việt Nam. Và lập tức trước khi lên máy bay trở về Sài Gòn để bay về Mỹ, thì Obama đã có một bài diễn văn lên án Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam, lên án Việt Cộng, lên án Tàu Cộng đã có 1.000 năm cai trị đất nước Việt Nam, và ca tụng tinh thần coi như chiến đấu của Lý Thường Kiệt. Như vậy, cái quan điểm của thầy, Obama đi qua Việt Nam kỳ này là mục đích để gặp tất cả các tay tình báo của Hoa Nam qua tên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân, nhưng sau đó không đạt được những thỏa thuận với tình báo Hoa Nam để mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ, để mà luận tội Tổng thống Donald Trump. Cho nên Obama khi ra tới Hà Nội tiếp xúc ai hoàn toàn không có một cơ quan truyền thông nào thông báo. Và cuối cùng Obama đã tức giận và đọc một bài diễn văn tại một cái hội trường ở thành phố Hà Nội và ca tụng tinh thần chống Tàu, ca tụng tinh thần 1.000 năm nô lệ của dân tộc Việt Nam mà vẫn thoát được Tàu Cộng, và kêu gọi dân tộc Việt Nam hãy nêu theo tinh thần của Lý Thường Kiệt mà đứng lên lật đổ coi như chống lại Tàu Cộng. Đó là cái nhìn của tôi. Obama không đạt được mục đích để mà liên lạc với tình báo Hoa Nam qua tay Nguyễn Thượng Nhân, Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Obama vừa xuống phi trường đã đòi gặp ngay 6 người Việt Nam đang hoạt động ở trong nước, đang có những cái locker đòi tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Và đó là cái món quà ra mắt của Obama. Và lập tức khắc, và 6 người người Việt Nam đang đấu tranh đòi tự do dân chủ mà bị Obama muốn gặp mặt đã bị công an Việt Nam bắt ngay. Và cái món quà này cũng không làm thỏa thuận được những cái chuyện âm mưu mờ đen tối của Obama với tình báo Hoa Nam. Và ngay lập tức tình báo Hoa Nam ra lệnh cho Việt Nam Express đăng một bản tin là dân Việt Nam chúng tôi không hoan nghênh sự có mặt của Obama ở tại Việt Nam. Dân Việt Nam chúng tôi không hoan nghênh Obama là một cái dĩa điểm để liên lạc giữa cường quốc Hoa Kỳ và Tàu Cộng. Và ngay lập tức Obama sau khi ra Hà Nội cũng không đạt được những thỏa thuận với tình báo Hoa Nam, đã lên tiếng ngay trong hội trường có 2.000 diễn giả là ca tụng dân tộc Việt Nam có một chiều dài để mà chống ngoại xâm là Tàu Cộng, và ca tụng Lý Thường Kiệt là một anh hùng đã có những trận chiến đánh Tàu Cộng coi như là chiến thắng dễ dàng. Cho nên Obama đã không thỏa thuận được và cuối cùng đã trở mặt và kêu gọi dân chúng Việt Nam chống lại Tàu Cộng. Đó là cái nhìn của tôi. Tên Obama này đi qua Việt Nam để mà móc nối với tình báo Hoa Nam, để mà kiếm cái hậu thuẫn, để mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Vì Obama ở tại Hoa Kỳ nhất cử nhất động đều bị FBI theo dõi, và Obama chuẩn bị để mà ra tòa vì những cái tội tham nhũng, vì những cái tội lạm quyền, vì những cái tội mà có tính cách bán nước. Cho nên Obama mới bay qua Sài Gòn để mà tìm sự ủng hộ của tình báo Hoa Nam. Nhưng mà rốt cuộc một món quà là 6 tù nhân lương tâm của người Việt chúng ta trong nước đã bị Obama coi như đòi tiếp kiến, và 6 người này hiện giờ đang ở trong vòng lao lý giống như Trần Quỳnh Duy Thức khi mà Obama
lần đầu tiên qua Việt Nam lúc còn tại chức Tổng thống Hoa Kỳ, đã đòi gặp Trần Quỳnh Di Thức, và ngay lập tức Trần Quỳnh Di Thức đã bị bắt bỏ tù cho đến ngày hôm nay. Đó là cái món quà mà Obama tặng cho tình báo Hoa Nam, tặng cho Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà rốt cuộc rồi, Tàu Cộng không thỏa mãn những yêu cầu của Obama, cho nên Obama tức giận và đã quay 180 độ trước một hội trường của 2.000 diễn giả dân chúng Hà Nội, đã đọc một bài diễn văn và ca tụng tinh thần chống Tàu của dân tộc Việt Nam và ca tụng tinh thần chiến đấu của Lý Thường Kiệt. Đó là cái nhận định của tôi, thầy Thích Thông Lai. Tôi xin cảm tạ quý vị đã theo dõi cái sự có mặt của Obama. Vì lý do gì? Đối với tôi là lý do để mà liên lạc với tình báo Hoa Nam, và cái lý do không đạt được mục đích bằng cách là đã nạp mạng 6 người đấu tranh cho dân chủ, đã nạp mạng để làm quà mà Nguyễn Thiện Nhân, một cánh tay nối dài của tình báo Hoa Nam, vẫn không thỏa mãn yêu sách của Obama, và cuối cùng Obama trở mặt để mà kêu gọi dân Việt Nam chống lại Tàu Cộng. Cho nên chúng ta nhìn rõ cái bộ mặt của đảng Dân Chủ, chúng ta nhìn rõ cái bộ mặt của Obama, và những hành động Obama đã nói lên những gì mà đảng Dân Chủ đã phản bội dân chúng Hoa Kỳ. Mà hiện tại có rất nhiều, tất cả những người ủng hộ đảng Dân Chủ, họ đã công khai ra mặt, như hiện tại ở tiểu bang New Jersey, những nhân viên làm việc cho một văn phòng của đảng Dân Chủ, một cái dân biểu đảng Dân Chủ, họ đã tuyên bố họ từ chức, họ bỏ việc để họ chống đối cái việc làm của đảng Dân Chủ luận tội Tổng thống Donald Trump với những chứng cớ, với những nhân chứng không rõ ràng. Cho nên cái bài nói chuyện trả lời của tôi về một nhóm Phật tử ở Houston là tôi muốn vạch mặt cái đảng Dân Chủ qua việc làm coi như bẩn thỉu của tên cựu Tổng thống Dân Chủ Obama. Trân trọng kính chào quý vị.